Giá vàng hôm nay 16 tháng 8, 6 ngày dân buôn mất hơn 6 triệu một lượng, tuần tới vàng tăng hay giảm, các chuyên gia dự đoán. Giá vàng tuần sau sẽ có nhiều biến động khó lường, sự kiện giá vàng chốt phiên giao dịch cuối tuần. Giá vàng thế giới đứng ở mức 1944 đô la Mỹ một ounce, giá vàng tương lai giao tháng 9 trên sàn Comex New York giảm 16,5 đô la Mỹ xuống 1942,8 đô la Mỹ một ounce đầu tuần qua. Giá vàng thế giới đột nhiên giảm sốc khiến nhiều nhà đầu tư bàng hoàng. Giá vàng mất tới 4,5% giá trị, kết thúc chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp, mức giảm sâu nhất được ghi nhận là trên 106 đô la Mỹ một ounce vào ngày 12 tháng 8, tính chung. Tuần vừa qua, giá vàng thế giới đã giảm 91 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên cuối tuần trước và giảm 86 đô la Mỹ một ounce so với giá mở cửa tuần. Giới chuyên gia cho rằng vàng đang chịu sức ép giảm giá do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nhân tố thúc đẩy hoạt động bán tháo của giới đầu tư, bên cạnh đó. Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới 1 triệu 963 000 người vào tuần trước kể từ khi bắt đầu đại dịch cũng là lý do khiến giá vàng giảm, mặc dù giới đầu tư vẫn đưa ra những dự đoán về triển vọng tươi sáng của giá vàng nhưng ngân hàng Commerce Bank cảnh báo không nên thuyết phục bản thân rằng đợt giảm giá đã kết thúc, giá vàng tuần tới được dự đoán có nhiều biến động, theo trang Kitco New. Hai ẩn số lớn nhất có thể ảnh hưởng tới giá vàng tuần tới là gói kích thích kinh tế của Mỹ chưa được thông qua và các cuộc đàm phán thương mại Mỹ Trang đang bắt đầu lại. Nhiều khả năng sẽ gây ra một số biến động lớn, theo cuộc khảo sát hàng tuần của Wall Street. Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát 8 người, tương đương 61,5%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. Hai nhà phân tích nhận định giá vàng giảm, tương đương 15,4%, còn lại, có ba nhà phân tích. Tương đương 23,1%, nhận định vàng đi ngang, trong khi đó, 2.407 phiếu đã được bỏ trong một cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street, tổng cộng có 1.439 người. Tương đương 59,8%, nhận định giá vàng tăng trong tuần tới, 527 người khác, tương đương 21,9%. Dự đoán vàng giảm, còn lại 441 người tương đương 18,3%, có ý kiến trung lập tại thị trường trong nước. So với chốt phiên tuần trước, giá vàng đã giảm hơn 4 triệu đồng một lượng, nếu nhà đầu tư mua vàng tuần trước và bán vào chốt phiên tuần này Tính cả tranh lệch mua bán thì đã bay mất hơn 6 triệu đồng một lượng, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào bán ra ở mức 54,18 đến 56,2 triệu đồng một lượng, vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 54,2 đến 56 triệu đồng một lượng, phú quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 54,5 đến 56 triệu đồng một lượng, thương hiệu vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu hiện đứng ở mức 52,56 đến 54,16 triệu đồng một lượng. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.